Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là tất cả pháp môn đà la ni, là tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp do tất cả pháp môn đà la ni, do tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp thuộc tất cả pháp môn đà la ni, thuộc tất cả pháp môn tam ma địa, cũng chẳng chấp nương tất cả pháp môn đà la ni, nương tất cả pháp môn tam ma địa, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là quả dự lưu, là quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng chấp do quả dự lưu, do quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng chẳng chấp thuộc quả dự lưu, thuộc quả nhất lai bất hoàn a la hán, cũng cũng chẳng chấp nương quả dự lưu nương quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là quả vị độc giác cũng chẳng chấp do quả vị độc giác cũng chẳng chấp thuộc quả vị độc giác cũng chẳng chấp nương nương quả vị độc giác là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng chấp do tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng chấp thuộc tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng chấp nương tất cả hạnh đại bồ tát là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng chấp do quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng chấp thuộc quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng chấp nương quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế tuy biết các pháp như ảo ảnh như chiêm bao như tiếng vang như ảnh tượng như bóng nắng như bóng sáng như sự biến hóa như ảo thành mà đại bồ tát ấy chẳng chấp là ảo ảnh là chiêm bao là tiếng vang là ảnh tượng là bóng nắng là bóng sáng là sự biến hóa là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh do chiêm bao do tiếng vang do ảnh tượng do bóng bóng nắng, do bóng sáng, do sự biến hóa, do ảo thành. Cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh, thuộc chiêm bao, thuộc tiếng vang, thuộc ảnh tượng, thuộc bóng nắng, thuộc bóng sáng, thuộc sự biến hóa, thuộc ảo thành. Cũng chẳng chấp nương ảo ảnh, nương chiêm bao, nương tiếng vang, nương ảnh tượng, nương bóng nắng, nương bóng sáng, nương sự biến hóa, nương ảo thành.